Đỗ Hiếu tung MV mới, nhan sắc gây chú ý vì ngày càng rạng rỡ và hoàn thiện. Mới đây, nhạc sĩ Đỗ Hiếu đã ra mắt MV không phải lưu manh. Ca khúc mới nhất của Đỗ Hiếu mang màu sắc tươi vui và hóm hình. Đặc biệt, ngoại hình của Đỗ Hiếu trong lần trở lại này thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Mọi người nhận ra nam nhạc sĩ có sự thăng hạng về nhan sắc. Đường nét khuôn mặt của Đỗ Hiếu ngày càng tươi sáng, sắc nét hơn. Thêm vào đó, phong cách thời trang năng động, Trẻ trung khiến hình ảnh của Đỗ Hiếu chỉnh chu hơn trước khá nhiều. Đỗ Hiếu chia sẻ, thời gian qua anh dành thời gian chăm sóc da, tập luyện thể chất. Nam nhạc sĩ đã giảm 18 kg vào năm ngoái, đồng thời được quản lý và stylist gợi ý nhuộm tóc bạch kim để gương mặt trông rạng rỡ hơn. Sau khoảng thời gian nhận nhiều ý kiến tiêu cực về ngoại hình, Đỗ Hiếu dần tìm ra phong cách phù hợp với bản thân. Chủ nhân bản hit BAD BOY bày tỏ, nhận thức được bản thân là nghệ sĩ nên việc bị nhận xét về ngoại hình là điều khó tránh khỏi thay vì buồn bực Hiếu chọn cách đón nhận nó bằng cách tích cực. Với ca khúc không phải lưu manh, Đỗ Hiếu mang đến những giai điệu gần gũi với khán giả Gen Z. Điểm nhấn của sản phẩm là màn kết hợp giữa Đỗ Hiếu và rapper dự tuyển tập giáp. Đỗ Hiếu khẳng định anh không muốn ỉ lại vào thành công của những bản hit 5 đến 10 năm trước. Anh đang đi trên con đường mới và mọi cái mới đều cần thời gian để thích nghi.